Xin kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa được cập nhật. Và quý vị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ và theo dõi kênh tin tức mới 365. Nóng truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương gây thất thoát hàng 1.000 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương vừa bị đề nghị truy tố lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại hơn 937 tỷ đồng tài sản nhà nước. Cùng với ông Vượng, ông Phương Hoàng Kim, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, cũng bị truy tố với tội danh tương tự. Theo kết luận điều tra của A09, các bị can đã lợi dụng chức vụ để tham mưu cho Thủ tướng ban hành chính sách giá điện ưu đãi gây thiệt hại lớn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Trong quá trình điều tra, cả hai bị can đã thừa nhận hành vi và được hưởng các tình tiết giảm nhẹ. Ngày 12 tháng 9, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến hành vi nhận và được hối lộ, bao gồm Nguyễn Hữu Trường Giang, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang, Đỗ Thị Lan Hương, chuyên viên phòng đăng ký kinh doanh, và Trần Thị Thoan, nguyên nhân viên Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp. Các bị can này đã bị bắt vì tội nhận hối lộ trong quá trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án. Trong khi đó, bà Lê Thị Hà Thành vừa thừa kế hơn 20,75 triệu cổ phiếu DIG từ cố chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn, người qua đời khi thanh tra chính phủ đang điều tra về những sai phạm trong cổ phần hóa và thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DIG. Thanh tra chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong cổ phần hóa và thoái vốn tại Dick Group, như xác định sai giá tài sản và không thẩm định lại quyền sử dụng đất tại các dự án lớn. Những sai phạm này dẫn đến việc hạch toán sai chỗ và không tính đúng giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa. Bộ Xây dựng cũng bị chỉ trích vì không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình phát hành cổ phiếu và thoái vốn, làm ảnh hưởng đến giá trị tài sản nhà nước. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2023, Trần Văn Thành đã thành lập 3 công ty tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng với mục đích thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép. Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Cao Bằng phát hiện Thành sử dụng các công ty này để giao dịch hóa đơn bất hợp pháp với nhiều đối tượng, chiếm đoạt hơn 3.100 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra bởi Công an tỉnh Cao Bằng nhằm làm rõ thêm các tình tiết và đối tượng liên quan. Dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về hội nhập kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài và tiếp cận nguồn vốn ODA. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn tham nhũng và tiêu cực bùng phát mạnh mẽ với những đại án lớn như vụ Vinasin, Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng, cùng những vi phạm tại Bộ Tài nguyên và Môi trường trong sự cố môi trường biển Formosa. Nhiều dự án trọng điểm quốc gia như các tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều bị chậm tiến độ và đội vốn khổng lồ. Đặc biệt, dự án tuyến Bến Thành – Suối Tiên đội vốn từ 17.000 tỷ lên 45.000 tỷ đồng. Trước Quốc hội, ông Nguyễn Tấn Dũng đã xin nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị và xin lỗi về những yếu kém trong quản lý, nhất là trong việc giám sát hoạt động của các tập đoàn kinh tế. Trong giai đoạn các tập đoàn lớn như Vinasin và Vinalize hoạt động kém hiệu quả, gây nhiều sai phạm nghiêm trọng, kinh tế nhà nước đã chịu tổn thất lớn. Khi đó, văn hóa tổ chức chưa phát triển như hiện nay. Quy định số 41 của Bộ Chính trị vào tháng 11/2021 về việc miễn nhiệm từ chức đã mở ra một bước ngoặt mới, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong xử lý cán bộ lãnh đạo. Điều này thể hiện sự đúng đắn trong việc thúc đẩy văn hóa tổ chức, tạo môi trường chính trị minh bạch hơn. Năm 2020, theo quyết định số 1518 của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, được điều động giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 14. Ông được bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, ông Nghị bị đề nghị kỷ luật do nhiều sai phạm khi còn lãnh đạo địa phương, đặc biệt trong giai đoạn quản lý đất đai và xây dựng tại Kiên Giang. Những vi phạm này chỉ được xử lý khi chiến dịch phòng chống tham nhũng Trung ương đẩy mạnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống tham nhũng, khẳng định không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tạo niềm tin mạnh mẽ trong xã hội và Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần đầu tiên thăm khu đền Hùng tại Phú Thọ đã gặp gỡ cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong khi họ chuẩn bị tiếp quản thủ đô. Tại đền giếng, Bác nhấn mạnh, ngày xưa các vua hùng đã có công dựng nước, ngày nay bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng khẳng định rằng đất nước đã vượt qua nhiều thử thách và đạt nhiều kết quả to lớn trong công cuộc phòng chống tham nhũng. Ông nhấn mạnh sự quyết liệt trong việc ngăn chặn suy thoái về đạo đức lối sống và những biểu hiện của tư duy nhiệm kỳ hay lợi ích nhóm trong cán bộ đảng viên, đặc biệt những người lãnh đạo có xu hướng kiểm soát quyền lực để trở thành ông vua con ở địa phương. Điển hình vào ngày 8 tháng 3, bà Trần Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng các lãnh đạo khác bị khởi tố vì tội nhận hối lộ. Trong khi đó, việc bổ nhiệm con gái bà Lan, Trần Huyền Trang, làm phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khi mới 31 tuổi cũng từng gây xôn xao dư luận.
Ban Bí thư đã quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với các ông Thái Hồng Công và Hồ Đại Dũng, cùng với nhiều đảng viên khác như Nguyễn Linh Ngọc, Hồ Đức Hợp, Nguyễn Kim Thoại, Nguyễn Ngọc Lê, Quang Vinh, Nguyễn Quốc Định, Xà Dương Thắng và Phan Đoàn Thái do vi phạm nghiêm trọng. Ban Bí thư cũng đề nghị các cơ quan chức năng thực hiện kỷ luật hành chính đồng bộ với kỷ luật Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng và toàn dân, tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và kiên quyết chống tham nhũng. Mới đây, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng nhiều cựu quan chức khác bị truy tố trong các vụ án tham nhũng lớn với cáo buộc nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ và quyền hạn. Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên bị truy tố về vi phạm quy định liên quan đến nghiên cứu thăm dò và khai thác tài nguyên. Ông Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc công ty Lilama, bị truy tố về hai tội danh, rửa tiền và vi phạm quy định khai thác tài nguyên. Từ năm 2011 đến 2015, các bị can bao gồm Nguyễn Văn Vịnh và Doãn Văn Hưởng đã lợi dụng chức vụ để cấp giấy chứng nhận đầu tư trái phép cho công ty Lilama và công ty Apatit Việt Nam, cho phép khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit trị giá trên 610 tỷ đồng. Công ty Lilama thu lợi 171 tỷ đồng, trong khi công ty Apatit thu 184 tỷ đồng. Nguyễn Văn Vịnh với vai trò phó chủ tịch và sau đó là chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã không thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý tài nguyên. Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2015, ông Vịnh nhận 5 tỷ đồng từ ông Nguyễn Mạnh Thừa. Số tiền này sau đó được tiêu dùng cá nhân. Quý vị hãy chia sẻ video và bình luận quan điểm của mình ở bên dưới video này và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Tin cực sốc, 7 thanh tra giao thông nhận hối lộ hơn 6 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, sáng nay Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xét xử 56 bị cáo trong vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ tại các đội nghiệp vụ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải. 7 cán bộ thanh tra giao thông bị cáo buộc nhận hơn 6 tỷ đồng từ các chủ xe và doanh nghiệp vận tải để bỏ qua vi phạm hoặc tránh bị kiểm tra. Các bị cáo trong số này gồm Lâm Hữu Chí, 43 tuổi, Võ Thanh Liêm, 45 tuổi, Trần Văn Dũng, 54 tuổi, Nguyễn Đức Tú, 49 tuổi, Trần Ngọc Huệ, 61 tuổi, Phạm Văn Dương, 47 tuổi và Trần Văn Minh, 58 tuổi. Những bị cáo còn lại là chủ doanh nghiệp quản lý và lái xe. Phiên tòa xét xử 56 bị cáo liên quan đến vụ đưa và nhận hối lộ tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bị tạm hoãn do vắng mặt hai bị cáo vì bệnh và một số người liên quan. Dự kiến, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 7 tháng 10. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện từ năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, các thanh tra viên như Lâm Hữu Chí, Võ Thanh Liêm và những người khác đã nhận hối lộ từ các doanh nghiệp vận tải để giảm thiểu hoặc không kiểm tra các vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Lâm Hữu Chí là người nhận hối lộ nhiều nhất hơn 5 tỷ đồng từ 55 cá nhân và doanh nghiệp. Chí dùng 2 tài khoản ngân hàng để nhận trên 4,6 tỷ đồng từ 43 bị can và hơn 334 triệu đồng từ 12 cá nhân được miễn trách nhiệm hình sự. Chí khai rút tiền và chia cho đồng nghiệp nhưng không được đồng nghiệp thừa nhận việc thống nhất nhận tiền. Các bị can khác nhận từ hơn 40 triệu đến hơn 300 triệu đồng. Trong 49 bị can đưa hối lộ, số tiền dao động từ 10 triệu đến 781 triệu đồng. Quý vị thân mến, vụ kỷ luật bí thư thành ủy và nhiều cán bộ liên quan đến đường dây dự án trăm tỷ gây xôn xao dư luận. Cựu bí thư tỉnh Bắc Ninh cùng nhiều cán bộ bị điều tra phát hiện khối tài sản lớn không rõ nguồn gốc. Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cuộc chiến chống tham nhũng sẽ tiếp tục quyết liệt, không có vùng cấm từ trung ương đến địa phương. Lãnh đạo thành phố Sông Công Thái Nguyên bị xem xét kỷ luật vì vi phạm trong các dự án lớn do thiếu lãnh đạo và giám sát chặt chẽ. Việc triển khai dự án đường Thắng Lợi kéo dài giai đoạn 2 theo hình thức PPP, hợp đồng BT tại thành phố Sông Công đã để lại nhiều vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của Đảng và chính quyền địa phương. Những sai phạm này liên quan đến ông Dương Xuân Hùng, nguyên bí thư thành ủy Sông Công, và ông Hoàng Thái Cương, bí thư thành ủy Sông Công, cùng nhiều cán bộ khác. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Thái Nguyên đã quyết định kỷ luật cảnh cáo và khiển trách các cá nhân liên quan, đồng thời đề nghị xem xét xử lý ban thường vụ. Dự án đường Thắng Lợi kéo dài vẫn chưa hoàn thành sau nhiều năm, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.
cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến cùng 11 bị can khác đang đối diện với án truy tố, trong đó có hành vi nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ và vi phạm quy định đấu thầu. Liên quan đến vụ án của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cơ quan điều tra đã thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả với tổng số tiền hơn 51 tỷ đồng. Nhiều bị can, bao gồm cả vợ ông Chiến và các cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã tự nguyện nộp lại tiền để khắc phục thiệt hại. Gia đình bị can Đặng Xuân Minh đã nộp lại 3,2 tỷ đồng, trong khi các bị can khác nộp từ 10 đến 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Thiệt hại từ 3 gói thầu tại Yên Phong, Quế Võ và Tiên Du là 22,8 tỷ đồng đã được các công ty trúng thầu nộp lại. Vụ Nguyễn Thị Thanh Nhàn với thiệt hại 25,8 tỷ đồng chưa được khắc phục vì Nhàn vẫn đang trốn, tài sản của công ty AEC đã bị kê biên. Tổng thiệt hại từ vụ mua sắm thiết bị y tế tại Bắc Ninh là hơn 48 tỷ đồng. Ông Nguyễn Lương Thành không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do không có bằng chứng về việc chỉ đạo can thiệp khi ký quyết định phân bổ vốn cho 6 bệnh viện, nhưng bị đề nghị xử lý về mặt đảng và hành chính. Tô Lâm nhấn mạnh công cuộc chống tham nhũng sẽ tiếp tục với tinh thần không có vùng cấm, kể cả khu vực ngoài nhà nước. Ngày 16 tháng 9, hàng trăm cảnh sát đã kiểm tra trụ sở VNG sau khi công ty này để lộ 163 triệu tài khoản khách hàng. Bộ Công an cảnh báo nhiều doanh nghiệp không thực hiện đủ biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, dẫn đến nhiều vụ lộ tin như Thế Giới Di Động, Vietnam Airlines và FPT. Bộ Công an cho biết hacker thường lợi dụng website hấp dẫn để cài mã độc, thu thập thông tin cá nhân người dùng. Thông tin sau đó được gửi đến hacker thay vì nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, các thiết bị nghe lén cũng được sử dụng để thu thập thông tin. Nhiều cán bộ bị phát hiện sở hữu tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc sau khi khám xét. Báo cáo phòng chống tham nhũng năm 2024 cho thấy 19 người bị phát hiện kê khai tài sản không trung thực và bị kỷ luật. 38 người đứng đầu cũng bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng. So với năm 2023, số cuộc thanh kiểm tra vẫn còn hạn chế và ít vi phạm được phát hiện. Chính phủ cho biết đã khởi tố nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, cả cũ lẫn mới, liên quan đến cả khu vực nhà nước và ngoài nhà nước. Các cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các vụ án khởi tố hành vi phạm tội kinh tế và tham nhũng. Cựu bí thư tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị cáo buộc nhận hối lộ 5 tỷ đồng từ công ty Lilama vào dịp Tết Nguyên đán năm 2015. Hiện ông Vịnh cùng nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai và cán bộ công ty Aptis Việt Nam bị truy tố vì các tội danh liên quan đến tham nhũng, vi phạm quy định khai thác tài nguyên và rửa tiền. Từ năm 2011 đến 2015, các bị can đã lợi dụng chức vụ để cấp phép trái quy định cho công ty Lilama và Aptis Việt Nam khai thác trái phép 1,5 triệu tấn quặng apatit trị giá hơn 610 tỷ đồng. Công ty Lilama thu lợi 171 tỷ đồng và Aptis Việt Nam thu 184 tỷ đồng. Nguyễn Văn Vịnh khi là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ký các văn bản trái luật, tạo điều kiện cho các công ty này. Ông Vịnh khai nhận đã nhận 5 tỷ đồng từ Nguyễn Mạnh Thừa vào dịp Tết Nguyên đán năm 2015. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thành phố Phú Quốc đã bắt giữ Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Cạn, để điều tra hành vi nhận hối lộ. Thanh bị cáo buộc nhận một xe ô tô và tiền mặt trị giá hơn 5 tỷ đồng để bỏ qua các hoạt động phân lô đất rừng và đất nhà nước. Các đối tượng khác, Đặng Văn Lĩnh, Lê Minh Điệp và Đặng Văn Hùng cũng bị khởi tố và tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ đã lập công ty và tự ý phân lô đất chưa hợp pháp, quảng cáo và bán đất không có thật để thu lợi bất chính. Các đối tượng đã ký công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phân lô và bán nền cho hàng trăm khách hàng, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Gần đây, Cục An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố và tạm giam 3 người, trong đó có Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Trần Duy Đông về tội nhận hối lộ. Trước khi vụ án bị phanh phui, lãnh đạo Bộ Công Thương bao gồm Trần Duy Đông khẳng định việc cấp phép cho doanh nghiệp là đúng quy định và chỉ trích báo chí đưa thông tin sai sự thật. Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu,
lần đầu vào năm 2016 và cấp lại vào năm 2021 đã gặp khó khăn trong việc duy trì số lượng đại lý quy định do các yếu tố khách quan và chủ quan. Công ty Xuyên Việt Oil đã lách luật bằng cách kê khai 37 đại lý bán lẻ thuộc công ty Đại Đồng Xuân để đáp ứng yêu cầu cấp phép. Dù đã ký văn bản hủy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hai bên chưa thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Bộ Công Thương sau đó đã thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu của công ty vì không duy trì đủ điều kiện. Ông Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại bị bắt vì nhận hối lộ. Và ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng bị khởi tố về cùng tội danh. Giữa tháng 12 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre vì lợi dụng chức vụ để trục lợi. Cùng thời điểm, ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị bắt về tội nhận hối lộ. Đến tháng 3 năm 2024, thêm 4 người, bao gồm Vũ Trung Thành, Giám đốc Việt Tin Banh chi nhánh Thanh Xuân, Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội và Đồng Xuân Dũng, lao động tự do, bị khởi tố về hành vi đưa và nhận hối lộ. Gần đây, nhiều doanh nghiệp đầu mối xăng dầu như Xuyên Việt Oil và Hải Hà Petro bị ngân hàng siết nợ. Agribank cũng đấu giá tài sản của công ty Đại Việt với mức giá khởi điểm là 54 tỷ đồng do khoản vay từ năm 2018. Công ty Xuyên Việt Oil hiện nợ khoảng 5.500 tỷ đồng tại các ngân hàng. Vào ngày 11 tháng 4 năm 2024, Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị cáo khác vì tham ô và hối lộ. Bà Lan phải khắc phục 673,849 tỷ đồng vào tài sản, bao gồm biệt thự và bất động sản đã bị kê biên. Công ty Cổ phần Thương mại Hạ Long và công ty U Lạc cũng phải nộp lại 6.090 tỷ đồng do sử dụng tiền từ SCB để mua cổ phần. Hội đồng xét xử đã tiếp tục kê biên nhiều tài sản của bà Trương Mỹ Lan tại các quận 1, 3 và 7 thành phố Hồ Chí Minh. Bà Lan bị buộc bồi thường 673,849 tỷ đồng và chịu án phí lên tới 674 tỷ đồng, mức án phí cao nhất từ trước đến nay. Tòa án tuyên án tử hình đối với bà Lan và yêu cầu kê biên các tài sản liên quan đến vụ án. Các bị cáo khác cũng bị xử án phí và mức án tù, với một số bị cáo phải bồi hoàn số tiền nhận hối lộ. Vụ án làm dấy lên những lo ngại về tình trạng mất thanh khoản của ngân hàng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Tòa án khẳng định cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe và đảm bảo tuân thủ pháp luật. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới phần bình luận. Nhớ đăng ký kênh và ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.